việc mua giày online đã trở nên phổ biến giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Thế nhưng nhược điểm đó là bạn không thể thử giày xem có vừa vặn với đôi chân và thoải mái khi di chuyển hay không, bởi size giày của các hãng sản xuất và giữa Việt Nam với quốc tế là khác nhau. Cùng shop Nhật Việt tìm hiểu cách chọn bảng size giày Sanvatore nữ như thế nào cho chuẩn qua bài viết dưới đây nhé. Nếu lựa chọn cho mình những đôi giày nhỏ hơn hoặc lớn hơn kích thước bàn chân đều có thể gây tổn thương đến đôi chân và cuộc sống của bạn. Giữ nguyên tình trạng này trong thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà không ai có thể lường trước được điều này, bởi vậy việc chọn kích cỡ size giày hay dép hết sức quan trọng. Và thời gian tốt nhất để đo cỡ giày của bạn là vào lúc cuối ngày. Khi đôi chân đã qua một ngày dài hoạt động và kích thước bàn chân sẽ to tối đa nhất. Đây là thời điểm phù hợp cho việc lựa chọn size giày chuẩn nhất. Salvatore Ferragamo là của nước nào? Nhắc đến thương hiệu Salvatore Ferragamo, người ta lại nhớ ngay đến những mặt hàng xa xỉ bao gồm giày dép, túi sách, quần áo may sẵn cho nam, nữ, đồ da, sản phẩm lụa, phụ kiện, kính và đồng hồ thời trang hãng được thành lập bởi nhà thiết kế Salvatore Ferragamo vào năm 1927 tại Florence, Ý. Cho đến nay Salvatore Ferragamo vẫn luôn được đông đảo khách hàng yêu thích. Tất cả những thiết kế của hãng đều được yêu thích vì có thể toát lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, không hề ngoa thì nhận xét rằng chúng đẹp và tinh tế đến mọi chi tiết. Chính vì vậy, Salvatore Ferragamo còn có tên gọi là sự duyên dáng vĩnh cửu. Làm sao để chọn được size giày phù hợp? Dù là quần áo, phụ kiện hay giày dép hiện nay đều được sản xuất công nghiệp, sản xuất theo số lượng lớn với những quy chuẩn nhất định. Tuy nhiên, mỗi người đều mang hình dáng khác, kích cỡ khác nhau, nên nhà sản xuất cũng phân chia các sản phẩm theo nhiều khung kích cỡ, phù hợp với từng người. Có thể bạn quan tâm, giày Salvatore Ferragamo nữ authentic chính hãng có tốt không? Và những kích cỡ đó trong tiếng Anh được gọi là size. Hiện nay, đây là ngôn ngữ thông dụng chỉ kích cỡ khi chúng ta đi mua quần áo, giày dép. Các size giày dép của nam trong khoảng 39 gạch nối dấu lớn 49, size giày dép của nữ trong khoảng 25 gạch nối dấu lớn 39. Bên cạnh đó, form giày châu Á cũng sẽ khác với form giày châu Âu. Do vậy, các bạn cần chú ý về size số cũng như quy đổi size sang giày Việt Nam khi mua giày nước ngoài nhé. Hướng dẫn cách đo size giày phù hợp nhất, size giày nhật được tính bằng đơn vị cm chính vì vậy để mua được đôi giày vừa vặn nhất, bạn cần biết cách đo size chân của mình. Ngay sau đây sẽ là hướng dẫn các bước đo sai chân, bạn nên biết, bước 1, chuẩn bị các dụng cụ đo sai chân như, giấy trắng, thước kẻ, bút, bước 2, thực hiện đo kích cỡ bàn chân, đặt tờ giấy xuống sàn nhà và đặt bàn chân của bạn lên tờ giấy đó. Giữ chân thật chặt không bị xô lệch, sử dụng bút để vẽ khung bàn chân. Bạn nên cầm cây bút thẳng đứng và vuông góc với giấy để việc vẽ bàn chân được chính xác hơn. Bước 3, đo chiều rộng và chiều dài bàn chân, bạn lấy bút đánh dấu điểm các điểm trên cùng, dưới cùng và hai bên của bàn chân. Sau đó lấy thước kẻ đo chiều dài từ các điểm đã đánh dấu, điểm trên cùng và dưới cùng của bàn chân mà bạn đã vẽ. Đo tiếp chiều rộng bàn chân. Từ đây, bạn có được kết quả kích thước cụ thể của chiều dài, rộng bàn chân của mình. Bước 4, tính sai và chọn cỡ giày phù hợp. Công thức tính sai giày Nhật, sai giày cm bằng chiều dài bàn chân 0.5 cm. Trong quá trình đo chiều dài bàn chân có thể xảy ra các sai lệch, hơn nữa khi đi giày bạn thường đeo tất nên để chọn được cỡ giày phù hợp nhất. Bạn nên lấy chiều dài bàn chân cộng thêm 0,5 cm. Một số biện pháp khắc phục khi mua giày quá chật hoặc quá rộng. Với những bạn thường xuyên mua giày online và không phải dòng giày nào cũng chuẩn form Việt Nam, form châu Âu, việc lựa chọn size rất dễ gặp phải tình trạng rộng hoặc chật. Do vậy, chúng tôi sẽ mách bạn một vài mẹo khắc phục khi chúng ta mua giày về nhưng giày có thể bị chật hơn, chật hoặc rộng hơn chân nhé. Đầu tiên, khi đo size giày, các bạn có thể đi tất trước khi tiến hành xác định size giày chuẩn nhất. Khi chúng ta mang tất chân có thể dày, dài hơn, đặc biệt loại bỏ tình trạng dày vừa khi mua về nhưng đi tất cùng dày lại bị chật, bạn có thể sử dụng nhiều miếng lót giày để ăn gian chiều cao của chân hơn nhé. Điều này cũng sẽ phù hợp với những đôi giày hơi rộng. Sẽ giúp chân bạn vững khít hơn khi mang, nếu giày bạn mau về hơi kích chật với chân, chúng ta có thể thay miếng lót giày loại mỏng hơn hoặc nếu là giày có dây buộc, hãy nới lỏng dây ra một chút nhé. Trong trường hợp chúng ta vẫn băn khoăn nhiều về size giày, cách lựa chọn size giày hãy inbox trực tiếp với shop online để được tư vấn cách đo, chọn size phù hợp với dòng giày bạn chọn nhé. Địa chỉ mua giày Sanvatore Ferragamo chính hãng, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ, order giày Sanvatore Ferrag từ nữ Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại sao bút mông blang lại đắt và được rất nhiều người săn đón. Của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất, shop Nhật Việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại.